Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và trong lô xe mới về bên em ngày hôm nay thì bên em giới thiệu một chiếc xe rất là lạ. Và như các bác biết thì bên em có về những chiếc xe làm từ những cái khung xe làm từ nhôm đến nhôm siêu nhẹ và carbon. Thì hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe mới làm từ hợp kim thép Black Renlot 520 và một hợp kim nhẹ như nhôm và cứng như là titan. Đây là một hãng Renlot chuyên về 520, chuyên sản xuất về những dòng Pizogo, Datsun, một những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, rất là đắt đỏ. Và đây cũng là một mẫu xe bên thị trường Mỹ. Và cái nhiệt độ để làm trên chiếc xe này là trên 1000 độ C. Rất là cứng ngon nhá. Thép Renlot 520, các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về những cái dòng thép đặc biệt này. Nhẹ như nhôm, carbon, cứng như titan. Vâng, đây là một mẫu xe mới về bên em các nhé, và cấu hình rất là khủng, đồ 105. Và các bác nào hỏi em trên Zalo hôm loại nhắn tin là về xe cao cấp thì hôm nay em đã về một chiếc rất là đặc biệt. Đây là một mẫu xe lần đầu tiên về bên em là từ thép Renlot 520. Và bây giờ em vào đánh giá nhất thiện khi tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, các bác đã thấy thì tổng thể xe trên khung hình góc đây, xe mang thương hiệu Rot, dòng xe đua, nhìn rất là classic, cổ điển. Đấy, các bác nhìn thấy rõ đấy. Và những cái dòng xe này thì bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về, chỉ bắt các bác gõ lên Google là thép Renlot 520, là một trong những cái dòng thép chuyên sản xuất những cái dòng xe cao cấp nhất hiện tại. Đấy, nhẹ như nhôm và cứng hơn như titan. Và các bác nhìn đây, và bốn bề mặt của khung xe đều làm từ phôi thép đặc nhưng mà được rũa tròn rỗng lắm nhá, rất là cứng luôn, cứng như titan và nhẹ như nhôm. Và các bác biết thì không phải là khung thép nào cũng là khung thép nặng, đây là một loại khung thép cao cấp để chuyên dành cho những dòng xe đặc biệt, thương hiệu Anger, thương hiệu của bên Mỹ bác nhá. Đây các bác nhìn đây, xe với cái tông màu thép nguyên bản, tông màu chất thép đây, nguyên bản theo cái màu xe. Đây là những cái đường dạng theo đường xét đánh hay chân chim lên. Những dòng thép già, vôi tôi thì thường xuất hiện lên những cái đường chân chim này. Đấy các bác nhìn đấy, chứ không ảnh hưởng đến xe nhá. Các bác có thể về lấy đi ráp, vuốt qua hoặc để nguyên, nhưng mà em thì theo em thì để nguyên nó sẽ đẹp hơn. Đấy, nó như một cái đường sét đánh nha, những cái tia sét này nhìn trên khung xe ấy, rất là đẹp, phong phú trên xe. Đây làm từ cái hợp kim thép ống, dạng ống tròn bé, em tính là khoảng tầm bán kính 20 mm. Rất là nhỏ các bác nhá, cứng mà nhỏ. Tổng thể xe rất là đẹp, 90% xe. Và những cái dòng xe thép Renlot 520 này thì chuyên dòng làm cho những cái dòng xe nổi tiếng như Datsun hoặc là Pizogo. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về những cái dòng xe thép Renlot 520 này. Và các bác nhìn cái ống của nó đây, so với ngón tay cái em còn bé hơn ngón tay cái em. Tổng lượng xe này em đoán dao động khoảng dưới 10 cân, khoảng tầm 8-9 cân gì đó. Rất là nhẹ lắm nhé. Đây là một mẫu xe đặc biệt, rất là đặc biệt mới về bên em đây. Những cái đường chân chim mà làm từ phôi thép già nó ra, các bác nhìn rất là nổi bật trên khung xe. Đấy.
Và đây có những chi tiết nhỏ làm từ thủ công. Đây là những cái chỗ để bắt giá bình nước, nó nhìn rõ đấy. Nó như hình chiếc phi tiêu ấy. Đây là một hợp kim mà có thể sánh ngang với titan, cứng ngang với titan và nhẹ như nhôm không nhá. Các bác có thể đi mọi trên hoạt động đường với mọi tình huống nguy hiểm đều không bao giờ ảnh hưởng đến xe cả. Em dám khẳng định điều đấy, vì đây là một hợp kim thép rất là đặc biệt, cứng, chọn bảo hành trọn đời các bác những dòng chiếc xe khung thép Renault 520 này. Và nó theo chiều hướng hơi classic gọi là cổ điển. Đây em đi chỉ từng chi tiết xe bác này. Đây là càng xe bác nhìn rõ này. Đây là những cái vết chân chim, như cái đường sắt đánh các bác nhìn rõ đấy. Chứ không phải lứt hay là hàn vỡ gì cả. Đây là những cái dòng thép phôi trên 1000 độ C, nó già thì nó ra những cái chân chim này. Mình có thể lấy giấy ráp rũa qua là nó sẽ sáng và bóng, nhưng mà em thì em để luôn để cho nó đẹp. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Renault thép, các bác ra trên mạng là thép Renault 520. Xe được người chủ cũ nâng cấp thêm với cái cặp vành Shimano chính hãng 20 lan, vành bạc đạn, vành được làm từ căm hay gọi là đũa, căm lá hẹ, căm dẹp đó nhá. Màu đỏ rất là nổi bật trên khung xe. Ngay cái suốt của xe đây cũng là được đi theo vành luôn của Shimano chính hãng. Đây, những đường nhấn chỉ đỏ vành cặp chính hãng của Shimano đây. Rất là nổi bật trên tổng thể xe. Xe còn rất là đẹp trên 90%. Kích thước lốp là 700x25C. Đây là một mẫu xe duy nhất về bên em mới về. Đấy. Xe được trang bị rất là khủng các bác nhá. Cấu hình tay lắc Shimano 1.5. Bên là bên đĩa. Và bên tay phải em cũng là bên clip của chính hãng Shimano 1.5. Và nó thấy rõ. Đây là một trong những cái dòng mẫu xe cao cấp nhất hiện tại bên em mới về, mà cũng là đầu đặc biệt là làm từ hợp kim thép Renault 520. Dòng thép cao cấp chuyên về sản xuất cho những cái dòng xe đặc biệt, chứ không phải những cái dòng xe thép thông thường khác lắm nhé. Và sửa xe sử dụng bộ phanh 3 mạch Shimano Tiagra. Cấu hình tay lắc Shimano 1.5 rất là cao cấp, đồ gần như là chùm cuối của những dòng xe road đua rồi. Phanh ba mảnh ra ra. Nhưng mà nổi trội nhất là điều đặc biệt ở trên khung xe bác nhá. Toàn bộ khung xe và càng xe làm từ hợp kim thép Renault 520. Một hợp kim nhẹ như nhôm và cứng như titan. Đây là một những hợp kim rất là đắt đỏ. Các bác nhìn thấy cái suất xe của nó đằng sau khung đây, rất là nhỏ, chỉ bằng ngón tay của em thôi. Đằng sau cũng sử dụng bộ phanh ba mảnh Jagra yên Kozogo, còn rất là mới. Vâng, xe được sử dụng với gạt đĩa 1.5, đùi đĩa trục rỗng FSA. Các bác biết thì FSA thì chuyên về làm những cái linh phụ kiện đùi đĩa rồi cổ phốt ghi đông, thương hiệu rất là nổi tiếng, cũng là thương hiệu Mỹ. Pedal cá đi vòng bằng đạn rất là nhỏ, rất là màu đỏ, rất là tạo điểm nhấn cho khung xe nhá. Xe được trang bị với củ đề cao cấp Shimano 1.5. Đằng sau cũng là cặp vành 20 lan, căm lá hẹ 20 lan, bạc đạn chính hãng của Shimano. Trang bị với 9 tầng lip, 2 đĩa. Đây bác nhìn rõ.
vành cặp của Shimano đây, cũng là màu tông màu đỏ và cũng là củ của Mayer Shimano. Đằng sau là phanh ba mảnh Yazda. Bây giờ sẽ đánh giá hoạt động chi tiết của xe. Bây giờ mình đánh chi tiết hoạt động của xe đây. Đồ rất là cao cấp, sử dụng củ này Shimano 1.5 lên lít này. Gần như là chùm cuối của bộ chuyển động của dòng xe rốt đua rồi. Chuyển động rất là mượt mà. Và hầu như không một lỗi chi tiết nào cả. Chùm lít này rất là êm, có thấy cái ở đấy rõ đấy. Cái được sử dụng với cặp Mayer Shimano bạc đạn chính hãng, vành 20 lan, cắm lái hẹn, gọi là cắm dẹp các bác nhá. Bên đĩa xuống đĩa lên đĩa, và bên này thì sử dụng với đùi đĩa trục giống SSA thương hiệu của Mỹ, đĩa trục giống Berana Wigo, Berana cá rất là nhỏ gọn, màu đỏ vẫn là dạng tiếp theo xe. Và bây giờ đi lại tổng thể chi tiết khi mình xem lắp xem đây. Đây là một mẫu xe đặc biệt mới về bên em bác nhé. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể dòng chiếc xe đó rất là đặc biệt bên em. Mang thương hiệu Anger. Xe được trang bị với group rất là cao cấp 1.5. Đùi đĩa trục rộng FSA. Bedan 20 lan. Chính hãng Shimano. Cắm lái hẹ. Và điều đặc biệt nữa là xe được toàn bộ khung xe càng xe làm từ hợp kim thép Renlot 520, hợp kim thép chuyên những dòng xe đắt tiền, rất là cao cấp, có thể sánh ngang với Titan đấy, rất là cứng các bác nhá. Những dòng xe này các bác đi thoải mái luôn. Và bên em có giá rất tốt, bên em là 11.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký theo kênh và hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.